Rồi ok, hello game, và chúng em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay tiếp tục với con game New Line, một con game mình đang rất là cuốn và mình cảm thấy anh em cũng rất thích con game này. Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo trong 5 phần chơi mới nhất của con game New Line. Và hôm nay mình sẽ chơi lâu đài tình ái thể theo số đông của mọi người. Cũng là một phần ấy, là do là mình vẫn chưa mở được cái phần thành phố trên mây anh em ạ. Cái phần thành phố trên mây nó nhiều huân chương quá ấy, thế là kiểu chơi mãi không mở được. Thế là ok, thì hôm nay chúng ta sẽ chơi lâu đài tình ái trước, và hẹn anh em ở tập sau thì chúng ta sẽ quất lâu đài trên mây, thành phố trên mây. Ok, lâu đài tình ái này. Tina. Ơ, thế là mình à? Tina. Có thể là gấu của mình sau này đấy. Tina là một cô gái xinh đẹp sống trong một tòa lâu đài tình ái. Bạn tình cờ quen biết và được cô ấy mời về ra mắt bố mẹ. Tại đây hàng loạt các sự kiện bất ngờ liên tiếp diễn ra. Chúc bạn có những sự lựa chọn chính xác. Trời ơi, mình cứ tưởng là lâu đài tình ái kiểu sẽ rơi vào tình yêu các thứ, nhưng hóa ra là cái lâu đài này sẽ có nhiều cái thứ nguy hiểm đấy anh em ạ. Không đùa đâu. Nói chung là cứ có bạn gái là mình thấy vui rồi. Đào thử nhá. Tôi là Hoàng Linh. Tên gay nhỉ, tên hơi gay đấy. Sinh ngày 12 cung bọ cạp. Bố tôi là taxi, mẹ tôi làm nội trợ. Tuy gia cảnh có khó khăn nhưng mà được cái là tôi rất đẹp trai. Rồi ok, tiếp nhá. Sự kiện này. Mẹ bạn hay xem phim Hàn Quốc xẻng. Ngày đêm ao ước bạn trở thành luật sư để được mặc vest đẹp trai. Rồi, vẫn chưa đến cái giai đoạn mà có bạn gái nhỉ. Thầy bói nói bạn sẽ khổ vì gái. Mẹ lo lắng nên đã mua cho bạn một vòng cổ đính thạch anh tím để giữ cho trí tuệ minh mẫn. Ái chà. Rồi ok, tiếp. Tôi chở hai mẹ con bạn đổ đèo cho mát. Bố chở, ok. Xe bị mất thắng, chiếc xe lao thẳng xuống vực. Mẹ bạn mất. Bố bạn mất. Có mỗi mình sống thôi ạ. Quá buồn anh em ơi. Hạnh phúc còn không anh ạ. Không còn tí hạnh phúc nào cả. Nhớ lời mẹ dặn, bạn cố gắng học hành không màng gái gú. Năm nay thi học bạn cân nhắc ra trường đại học luật và đại học thể dục thể thao. Mình sẽ vào đại học luật đấy, theo nguyện vọng của mẹ mình. Rồi kỳ thi bắt đầu. Người ở độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nguy hiểm. Rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 16-18 đúng không? Thế là thi trượt đại học à? À đấy. Nhưng mà chơi đến đây tự nhiên mình lại nhớ là mình có khả năng tua ngược thời gian cơ mà. Mình cảm giác như mình vừa quay ngược quá khứ anh em. Mình nhớ là mình đã chọn câu này rồi và mình đã chọn sai đúng không? Thế là mình quay ngược quá khứ thật à? À nhầm, gọi là trở về quá khứ được thật đúng không? Ôi giời mẹ đi! Wow, thần kỳ vậy Lin anh em ạ. Thần kỳ quá. Thôi được rồi, chúng ta sẽ chọn lại nhá. Để 14-16. Đấy, bạn đã vào được đại học rồi. Mình sẽ trở thành luật sư theo nguyện vọng của mẹ mình. Ok nhá. Đấy, hoàn thành được di nguyện của mẹ. May mà có khả năng quay ngược thời gian lại tua ngược lại quá khứ, chứ không thì rip anh em nhỉ. Ok, Long là bạn thân, mình sống một mình từ nhỏ nên bạn xem nó như người thân của mình. Vì một lời dặn của người mẹ quá cố mà bạn còn nguyên tem đến giờ. Đấy, nhưng dạo này nhìn thấy tụi cờ gấu tay trong tay hôn nhau, thế là bạn cũng thích cờ gấu. Ok. Long, bạn thân của bạn bị người yêu đá, cậu ấy rủ bạn lên bar chơi cùng một vài người bạn khác. Đi luôn. Trong nhóm có Tina, là người Việt gốc Nga, rất xinh đẹp. Tina nói chuyện có duyên, tiểu lượng căng thẳng. Đấy, bạn cùng cô ấy uống đến say, vãi nhoèn ra. Tiếp tục nào. Sáng hôm sau, sáng hôm sau bạn thức dậy trong một khách sạn, bên cạnh là Tina. Ui, thế là sau cái đêm mà say xỉn đấy, thế là mình đã chính thức mất zin rồi đấy. Ok, chúc mừng, bạn đã mất đời trai. Thật tuyệt vời đấy. Nghe từ cái gì đầu tiên, bạn đã phải lòng cô gái này. Bạn sẽ làm gì khi Tina tỉnh dậy? Xin lỗi à? Xin lỗi sao được, tỏ tình ấy. Ái chà.
Tina cũng thích bạn. Hai bạn chính thức trở thành một cặp. Ui, hạnh phúc cộng lít luôn. Sức khỏe cùng người luôn ạ. Được đấy. Bạn dị ứng những cô nàng thích khoe khoang trên xã hội. Tina của bạn không như vậy, rất xinh, tài năng, lại là con của đi học bằng mẹt luôn anh em, ghê nhỉ. Ok, đã hơn một năm yêu nhau, tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm. Chỉ có điều Tina vẫn không muốn công khai mối quan hệ này. Bạn sẽ làm gì? Tâm sự với Long. Tâm sự với Long rồi lại kể ra rồi các thứ nó giữ trong lòng. Chắc là giữ trong lòng. Nhưng mà bây giờ nếu mà kiểu như mình đã có thằng bạn chí cốt như thế thì chắc là mình tâm sự đi nhá. Mình sẽ chia sẻ những gì mình nghĩ cho thằng bạn thân nhất của mình đi. Cái gì đây? Tao có một bạn gái cơ 1 năm, nhớ Tina không? Oh my god, sao tụi mày bí mật vậy? Tina không muốn công khai, cẩn thận, kẻo cô ta bắt cá nhiều tay. Đúng lúc đó, bạn nhận được tin nhắn của Tina. Đấy, càng quá, mở tin nhắn á. Đấy, ghê nhờ, anh yêu. Bố mẹ em sắp kỷ niệm ngày cưới, anh cùng về dự với em nhé. Bạn đắc ý cười vào mặt Long. Long xúi bạn phải chảnh lên, bạn sẽ trả lời tin nhắn như thế nào? Phải chảnh lên à? Anh thực sự chưa sẵn sàng à? Nếu không được rồi, mình sẽ... Tuyệt quá, anh rất muốn gặp gia đình em. Đấy là như thế. Tina rủ bạn đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi ra mắt. Bạn cũng muốn mua vài món quà cho gia đình bạn gái nên đồng ý. Bạn chào Long rồi vui vẻ đón Tina, ok? Tina lái xe đưa bạn về nhà. Cô kể mẹ cô là bác sĩ, bố là kiến trúc sư. Đấy, càng nhờ, gia đình không thiếu gì, chỉ thiếu một thằng rể thôi. Đường về nhà Tina rất khó nhớ. Sau vài giờ lái xe, Tina rẽ vào một đường mòn sâu hun hút, xuyên qua rừng cây rậm rạp. Nơi ở của gia đình Tina dần diễn ra trong một cái đồng hoa bỉ ngạn, nhưng đó không phải là nhà, mà là một tòa lâu đài tráng lệ, lâu đài tình ái. À, lâu đài ly con rí, cũng có nghĩa là hoa bỉ ngạn, lâu đài hoa bỉ ngạn. Bố mẹ Tina chào đón bạn nồng nhiệt. Mẹ thì tên là Thủy Tiên, còn bố của Tina thì tên là Eda. Đấy, ok. Trái ngược với chủ nhà, những người giúp việc ở gia đình Tina lại có một cái thái độ rất là lạ. Chị Chu, phụ bếp thì luôn quan sát mình. Đấy. Lúc mọi có lần thì mình xuống bếp lấy nước thì bà chị đã thì thầm vào tai mình là: cậu không thuộc về nơi này, bạn sẽ làm gì? Bật lại chị Chu, tâm sự với Tina. Mình thật sự tò mò nhưng mà mình sẽ không làm gì cả. Những người giúp việc khác cũng không khá hơn. Họ tỏ rõ thái độ không muốn bạn ở lại đây. Có thể, tự nhiên mình lại cảm thấy là lâu đài này có vấn đề đấy nhỉ. Có khi nào ấy, đây là lâu đài kiểu chuyên môn bắt cóc những chàng trai về để giết thịt đó. Có khi nào là như vậy không? Bữa tiệc kỷ niệm được tổ chức vô cùng xa hoa. Khách mời đều thuộc tầng lớp thượng lưu, mọi người đều rất là sang trọng. Ông Ethan nắm tay vợ bước lên sân khấu bằng một bài phát biểu ngắn gọn. 23 đến 30, hãy chúc cho chúng tôi. Đám đông nâng ly, bạn chả hiểu cái quái gì cũng nâng ly theo. Tina dẫn bạn đi giới thiệu với khách. Trong đó có một đôi vợ chồng già. Tina giới thiệu là bá tước Kinh. Đôi vợ chồng khen bạn đẹp trai và còn ước có một người con như bạn. Đẹp trai là rõ, mình không ạ. Mọi người đang nói rất vui vẻ. Nhưng mà khi mà mình đứng gần nghe thì họ lại không nói gì nữa. Có một cái gì đó đang thật sự không ổn đang diễn ra trong cái lâu đài này. Nếu bây giờ mình đặt máy nghe lén hay là nói với Tina? Ê, đặt máy nghe lén thì có vẻ là hơi ấy quá nhỉ. Mình nói với Tina thì sao? Thôi nói với Tina đi, để xem cô ấy sẽ bảo gì. Tina thừa nhận đó là lý do khiến cô không dám đưa bạn về ra mắt. Vì người nhà cô đều kỳ cục, cô vỗ về và hứa sẽ bù đắp. Phải thế chứ. Chiếc loa cổ phát ra một giai điệu dễ chịu. Cơ thể bạn rơi xuống một hố sâu không đáy, càng lúc càng rời xa ánh sáng nơi có ông bà. Cơ thể không còn nghe lời bạn. Tiếp tục thế nào? Tại sao thế nhỉ? Bạn bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Bên cạnh bạn, Tina vẫn đang ngủ say. Bạn định thần lại câu chuyện khủng khiếp vừa rồi là thật hay mơ. Người ta giao bán bạn, hình như còn thôi miên bạn nữa. Đầu óc mụ mị, bạn không thể suy nghĩ được gì. Giao bán à? Bọn này là bọn buôn nội tạng người à? Theo thói quen, mỗi lần suy nghĩ bạn lại vân vê viên thạch ở cổ. Một suy nghĩ lé lên trong đầu bạn lập tức lên điện thoại để tìm lại đoạn ghi âm.
không có đoạn ghi âm nào trong máy, bạn sẽ làm gì? Tiếp tục tìm. Backup lại dữ liệu, file ghi âm xuất hiện cùng nguyên vẹn câu chuyện bạn ghi âm được. Đây không phải là một giấc mơ, đây là một cái bẫy. Nhưng người nào đó đã lén xóa file đi và chỉ có Tina biết mật khẩu, bạn sẽ làm gì? Giữ im lặng. Đến cả admin của cái trò này cũng đồng ý với mình. Bạn lại rơi xuống một hố sâu. Lần này những ký ức tuổi thơ kinh hoàng được tái hiện rõ mồn một. Bố mẹ nằm bất động, nhìn thấy mẹ đột nhiên ý thức của bạn quay lại. Bạn cố sức kéo viên thạch anh ở cổ cho vào miệng. Vâng, không phải là mơ. Bạn đang nằm bất động trên ghế sofa. Chiếc loa phát ra giai điệu quen thuộc và bà Thủy Tiên đã thôi miên bạn. Bà Thủy Tiên là mẹ của Tina đúng không? Sau lưng bà là ông Ethan và Tina. Và một cặp vợ chồng già mà giàu có, chính là bà Tước Kinh. Bạn sẽ làm gì? Giả vờ vẫn bị thôi miên. Giả vờ đi, bây giờ mà bị tấn công cái là giống như kiểu là mình đang ở trong hang ổ của bọn địch ấy. Kể cả mình có vùng vẫy thì chắc là mình cũng bị tóm tiếp thôi anh em ạ. Giả vờ đi. Ông Ethan nói chuyện với chồng, vợ chồng bà Tước Kinh. Chúng tôi cần thời gian tẩy não cậu ta. Mất bao lâu? Khoảng 10 ngày, sau đó cậu ta sẽ phục tùng ngài hoàn toàn. Tốt lắm, tôi sẽ đưa cậu ta sang châu Phi để phục vụ một nghiên cứu. Bọn này làm thí nghiệm trên người và nó bắt những chàng trai đẹp trai như mình để thí nghiệm. Đã trải qua 2 ngày bị tẩy não nhưng bạn vẫn giữ được tỉnh táo nhờ viên thạch anh của mẹ. Tuy đau khổ vì bị người yêu lừa, nhưng lúc này công việc là phải trốn thoát anh em ạ. Chiếc điện thoại đã bị vô hiệu hóa bởi nơi đây không có sóng, thế là chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài. Bạn nghĩ đến những người giúp việc, chị Chu làm bếp, lão làm vườn cọc cằn Jim, gã bốc vác to khỏe mạnh Jack, có thể họ đã bị thôi miên để làm phục vụ ở đây. Bạn sẽ tiếp cận ai để điều tra? Chính chị Chu là người đã nói với mình là cậu không thuộc về nơi này. Thế mình nghĩ là chị Chu chính là cái người mà vẫn còn tỉnh táo nhất. Bạn giả vờ làm rơi dây chuyền, viên đá lấp lánh thu hút chị nhặt lên. Chỉ vài giây sau khi tiếp xúc, chị Chu bừng tỉnh. Bạn lập tức trấn an trước khi chị ấy khóc bù lu bù loa. Chị lắp bắp kể: tôi ở đây đã nhiều năm. Mỗi tuần chúng bắt tôi uống một viên thuốc và nghe đoạn âm thanh họ gọi là sleeping, tức là ngủ đấy. Chúng ta chắc là sẽ bị rơi giấc ngủ đúng không? Khi nhìn thấy cậu, tôi đã cố cảnh báo nhưng không thể. Tina phát hiện ra nhốt tôi vào bí mật và bắt tôi uống thuốc. Gã Jack là người của bọn họ. Tôi, lão Jim và những người ở đây được giữ lại để giúp việc. Các nạn nhân khác được đem bán với giá rất cao, có người tận 10 triệu đô. Tôi 30 triệu này chị. Cậu mà thoát chắc họ tiếc lắm. Mình được giao bán với giá là 30 triệu đô đấy. What? What the fuck? Bà Thủy Tiên đứng ngay sau lưng bạn. À, mẹ thì thế nào? Bà ta lao đến chộp lấy sợi dây thạch anh trong tay chị Chu giẫm nát, rồi thò tay vào túi lấy ra một thiết bị điều khiển. Chị Chu hét lên: đừng để bà ta mở âm nhạc đó lên. Bạn xô mạnh bà bác sĩ, đầu Thủy Tiên đập vào đá, máu chảy lênh láng, chiếc điều khiển văng ra xa. Bạn sẽ làm gì? Chói bịt miệng biết bà Thủy Tiêu. Chói bịt miệng và nhốt vào kho đi. Mình đoán ấy, cái gia đình của em Tina này chỉ là dựng lên thôi anh em ạ. Nó giống như là việc mà ba người không quen biết gì nhau, họ đã đóng giả thành một gia đình để lừa những chàng trai đẹp trai như mình. Sự cố với bà Thủy Tiên khiến bạn không thể chần chừ, phải hành động trước khi những người còn lại phát hiện ra sự vắng mặt của bà ta. Bạn sẽ chọn cách nào? Bỏ trốn, báo cảnh sát, giải cứu những người còn lại? Nếu mà mình bỏ trốn đi và giả sử nhá, trong cái lúc mà mình báo cảnh sát và cảnh sát quay lại thì chắc là một người đã bị giết hết rồi. Mình sẽ giải cứu những người còn lại đi. Chị Chu đồng ý. Hai người cùng nhau lên kế hoạch giải cứu lâu đài tình ái. Đấy, lâu đài tình ái hóa ra chỉ là cú lừa thôi anh em ạ. Đừng tin vào tình yêu nhé. Nếu mà có một người con gái đẹp vãi lìn ra mà tự nhiên chủ động tán bạn thì không nguy hiểm lắm anh em ạ. Nếu mà phịt được sau rồi chia tay đi, chứ còn đừng về thăm gia đình các thứ nhé. Cậu nhớ đoạn nhạc sleeping trứng, nó phát ra từ cái máy chủ trong hầm bí mật. Cậu phải đột nhập vào đó và xóa file nhạc đó đi. Sau đó tìm file có tên là Wake Up, là tỉnh dậy đi, dậy đi. Đó là đoạn sóng âm hóa giải tác dụng. Ok, sao chị biết rõ vậy? Tôi sẽ giải thích nếu chúng ta thoát khỏi vụ này. Giờ tôi sẽ đảm bảo cho cậu có 30 phút an toàn để xâm nhập máy tính. Tôi có ý này, tuyệt các bạn là vời. Ok, let's go, đứng đi. Theo lời chị Chu, bạn tìm thấy hầm bí mật đằng sau cái chênh lớn, treo trong thư viện chiếc máy tính nằm giữa phòng. Bạn đăng nhập vào máy, đăng nhập bị từ chối.
Một lời chỉ dẫn hiện lên giữa màn hình. Hãy giải câu đố hôm nay để mở khóa. Rồi ok, trong lúc mà đang căng thẳng nó vẫn còn bắt mình làm toán được. Ô, thật sự đấy nhở. Thôi bây giờ lại phải ngồi giải toán nhé. Trước khi giải cứu mọi người thì mình phải giải toán anh em ạ. Cô A bán rẻ chiếc mũ 30 đô cho anh B với giá là 20 đô. Anh B đưa cô tờ 50 đô vì không có tiền lẻ, cô đã nhờ bác hàng xóm đổi cho. Hôm sau bác hàng xóm bảo cô tờ 50 đô đó là giả, cô phải đền tờ khác cho bác hàng xóm. Vậy tổng cộng cô A bị lỗ bao nhiêu? À đây, hiện tại nhá, là bán một cái mũ 50 này đúng không? À nhầm, bán một cái mũ 30 mà chỉ bán cái 20, tức là cô ấy đã lỗ 10 rồi đúng không? Đã bị lỗ 10 rồi. Và sau khi mà đưa lại anh B 50 đô, anh B đưa cô ấy 50 đô, tức là cô ấy đã bán cái mũ 20, tức là cô ấy phải trả lại 30 nữa, tức là cô sẽ trừ đi tiếp là 30. Và sau khi bị lỗ một khoản là 50 đô tại vì tờ giả thì cô ấy sẽ chắc chắn sẽ phải đền 50 đô để cho ông hàng xóm, tức là phải trừ thêm 50 đô nữa. Tức là tổng cộng cô ấy sẽ lỗ là 90 đô. Vâng, bạn đã trả lời sai, hệ thống báo hú âm cái mẹ đi lên. Phát cả loèn ạ, bị bắt chưa? Mẹ, trong lúc căng thẳng mà bắt mình giải toán làm cái gì, bị giải sai thì bị nó tóm, bị nhốt mẹ vào tù rồi. Căng mãi lìn ra. Tua ngược thời gian được không? Không, lần này mình sẽ không tua ngược thời gian. Có thể mình rốt toán nhưng mình không hèn nhát đến cái mức phải tua ngược thời gian như vậy, ok? Tiếng ông Ezan la hét người làm: Tina, mẹ con đâu? Mẹ kiếp rách. Chửi cách quá nhỉ? Cậu đang ở chỗ quái quỷ là vậy? Hàng mất tích rồi bố. Hai mẹ em Tina láo thế nhỉ? Phịt được mình xong cái là bắt gọi mình là hàng luôn, gọi mình là thằng hàng. Không, bọn chúng còn ở đây. Bạn sẽ làm gì tiếp? Tìm chị Chu rồi bỏ trốn. Nhưng mà bà chị này mình cảm thấy nghi ngờ đấy nhỉ? Tại sao mình lại cảm thấy bà chị này rất là nghi ngờ? Tại vì bà biết quá nhiều thứ ấy. Nhưng mà chính bà chị Chu mới là người biết nhiều cái ngõ ngách ở đây, thì chắc là mình sẽ tìm bà chị Chu đi. Chị Chu đồng ý theo bạn bỏ trốn. Xe tải của Jack ở ngoài vườn, hai người chạy thục mạng ra xe. Chị Chu vặn chìa khóa và nổ máy, bạn ngồi ghế phụ rồi bạn không thở được nữa. Đôi tay của... À, chết tôi rồi! Đôi tay hộ pháp của Jack từ phía sau xiết cổ bạn. Hóa ra chiếc xe của một buồng nữa, Jack đang ở buồng sau mà hai người lại sơ ý chở hắn bỏ trốn cùng. À... Chị Chu thất kinh vì sợ. Lúc này cần một cú va chạm để thoát khỏi tay Jack. Bạn ra hiệu cho chị Chu phóng xe theo chiều nào để thoát thân. Phóng xe về phía sau, húc vào gốc cây. Phóng xe về phía trước và húc vào hàng rào. Nếu đang siết cổ bạn, nếu mà húc về đằng trước ấy, thì thằng đấy nó sẽ đập đầu vào cái ghế. Còn húc về, còn phóng xe về phía sau, húc gốc cây thằng đấy sẽ ngửa ra sau đúng không? Chị Chu gài số lùi, nhấn hết ga hết cỡ, xe vọt về phía sau tông mạnh vào gốc cây. Cú va chạm khiến Jack húc đầu lên trần xe choáng váng. Nhân lúc đồ tể chưa kịp định thần, bạn xô hắn ra khỏi xe. Hai kẻ đào tẩu vội vàng bỏ chạy. Hai người lái xe 5 tiếng đồng hồ đến đồn cảnh sát, nhận thức được tầm quan trọng của vụ việc. Cảnh sát thành phố điều thêm 30 người cùng bạn đi đến thành phố Lycosi. Điều cảnh sát đến thành lâu đài là oh my god, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ chưa đầy 24 tiếng, tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đã phủ một lớp rêu phong tựa như đã trải qua hàng thập kỷ. Đúng lúc này, chị Chu đã bỏ đi đâu không biết. Xem xét quanh lâu đài xem nào. Khu vườn nơi phía trước diễn ra bữa tiệc xa xỉ giờ xuất hiện hàng loạt ngôi mộ. Ba ngôi mộ lớn nhất là của ông Ezan, bà Thủy Tiên, Tina mất cùng năm 1995. Khi bạn như rơi ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy mộ chị Chu, quay nổi da gà luôn. What the fuck? Bạn tìm thấy đống ảnh ố vàng ghi lại bữa tiệc thượng lưu bạn đã dự. Hồi hộp xem kỹ từng tấm, chân tay bạn rụng rời khi thấy mình xuất hiện trong nhiều ảnh. Rõ ràng bạn đã ở đây, không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Một bức thư nằm dưới đống ảnh, mở thư xem nào. Chào Linh, tôi là Chu Lycosi, hậu huệ thứ 8 của dòng họ Lycosi, đã thừa kế lâu đài Lycosi. Nếu cậu đọc được thư này, lời nguyền ở lâu đài đã được hóa giải. Chỉ cần một nạn nhân chạy thoát tội ác trong quá khứ sẽ kết thúc, các linh hồn từ giờ sẽ được yên nghỉ. Lâu đài mà ám ấy, lâu đài mà ám, nổi hết cả da gà rồi. Câu chuyện kỳ bí của bạn gây sốt khắp thế giới. Bạn quyết định viết một cuốn hồi ký về chuyến phiêu lưu ly kỳ và cô bạn gái kỳ lạ của mình. Cuốn hồi ký được dịch ra 20 ngôn ngữ và bán được 100 triệu bản. Bạn trở thành nhà văn giàu nhất thế giới ở thế kỷ 21. Vẫn còn bí ẩn là mãi mãi. Tài khoản cộng 100 tỷ. Như vậy là chúng ta đã xong được, đã chơi xong cái lâu đài Lycosi rồi đấy.
tất cả mọi người đều mất vào năm 1995, tức là đã có cái sự kiện gì đó. Nhưng mà bằng cách nào đấy nhá, cái vấn đề là bằng cách nào đấy thì tại sao mình lại quen được cái Entina ở trong quán bar kia? Tại sao lại có thể quen được một hồn ma lại biết đi bay lắc à? Tại sao hồn ma lại biết đi bay lắc thì mình quen được à? Sao ui, mình với Entina còn ngủ ở trong khách sạn này cơ. Thế là mình quất nhau với một hồn ma à? Ui, nó bệnh mấy cả lìn ấy. Ui, có quá nhiều thứ bây giờ. Sau khi mà chơi xong rồi mình mới cảm thấy là khá là khó hiểu. Rồi ok, dù sao là chơi xong rồi thì chắc là video này thì mình cũng sẽ kết thúc đây. Và hẹn anh em ở tập sau, chúng ta sẽ chơi đến thành phố trên mây nhá. Đấy là cái bàn mình nghĩ là khó nhất ở trong 5 cái chế độ chơi mới, tại vì nó cần nhiều cái huy hiệu nhất. Ok, đây mình sẽ thử tạo nhân vật mới đi. Đây, chúng ta còn thành phố trên mây và Bạch Tuyết. Thì chắc là Bạch Tuyết này mình sẽ để chơi cuối cùng, tại vì mình cảm thấy là cái Bạch Tuyết đấy nó cứ kiểu trẻ con kiểu gì ấy. Còn hôm nay chúng ta đã chơi lâu đài tình ái, lâu đài ly cô dí rồi. Và wow, có quá nhiều sự kiện kinh khủng diễn ra, mình còn nổi da gà và các thứ tởm phải lìn. Đó rồi, thì nếu anh em thấy thích con game này thì đừng quên là nhấn like cho video để ủng hộ mình nhá. Và nhớ là đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 1 triệu người đăng ký. Còn giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.